Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với phần tiếp theo 242 giang dở của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, ngoài lồng hư không, Kỳ Linh nhìn Thanh Ma Chúa Tể lãnh ngạo bị nhốt bên trong, thầm thở dài. Kỳ Linh chưa bao giờ lo mình có thể bắt được Chúa Tể hay không. Điều duy nhất hắn lo là khi bắt được Chúa Tể sẽ chịu cúi đầu hay không. Kỳ Linh nói: "Ngươi bảo ta nhỏ yếu như con kiến, xem thường đạo quân như vậy hay sao?" Mắt Thanh Ma Chúa Tể hấp thấy một tia hung ác. "Như thế nào chứ? Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh hay sao? Ngươi dựa vào khống chế, chút ít cấm chế mới ám toán được ta. Nếu không có Tây Tư tộc để lại cấm chế đáng sợ trong gia hỏa cảnh này, ngươi dám nói những lời đó trước mặt ta sao? Ta một móng vuốt là có thể cho ngươi thành phấn rồi. Ngươi chỉ biết trốn ở bên ngoài, cách lồng hư không kêu gào với ta, thật là buồn cười." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Ngươi quá coi thường đạo quân rồi." Thanh Ma Chúa Tể rất tức giận, đạo quân trước mặt mình. "Sao? Nghe nói ngươi buộc Phi Tuyết thành chủ tự sát ư? Chắc cũng vì hại hắn rơi vào cấm chế đúng không?" Đạo quân nho nhỏ mà dám nhục mạ lão, chỉ biết ở bên ngoài già mồm. Nhiều năm rồi làm gì có đạo quân nào vinh váo trước mặt lão như vậy. Kỳ Linh nói: "Vậy đi Thanh Ma, chúng ta cá cược vậy." Thanh Ma nhìn Kỳ Linh: "Cược ư? Cược cái gì?" Kỳ Linh nói: "Ta vào lồng hư không đấu một trận với ngươi. Ta sẽ dựa vào thực lực thật sự đấu cùng ngươi, trong ngươi nửa canh giờ. Nếu trong nửa canh giờ vẫn không làm gì được ta, ngươi thua. Dám chơi thì dám chịu, làm người đi theo ta." Nghe thế vậy, mắt Thanh Ma Chúa Tể liền rực sáng. "Sao? Ngươi đi vào đấu với ta sao?" Thanh Ma Chúa Tể đã tức xỉ khói. Chỉ vì lồng hư không hạ lão không thể tổn thương Kỳ Linh ở bên ngoài, nên lão mới cố nén cơn giận nói nhiều như vậy. Nghe đạo quân nhỏ bé không biết tự lượng sức mình nói mấy lời này làm cho Thanh Ma Chúa Tể mừng rỡ. Mắt Thanh Ma Chúa Tể đỏ ngầu nói: "Được, ta và ngươi cá cược, không cần nửa canh giờ, ngươi chỉ cần tự dựa vào sức mình đánh với ta trong vòng 10 giây thì tính ngươi thắng." Thanh Ma Chúa Tể không tin đường đường là Chúa Tể, còn đứng đầu trong đám Chúa Tể mà không diệt sát được đạo quân nho nhỏ này. Kỳ Linh nói: "Được rồi, nhớ đừng đổi ý." Thanh Ma Chúa Tể liếm môi, mắt lóe tia sáng đỏ. "Ta chết cũng sẽ không chơi xấu, chỉ cần tiểu tử nhà ngươi chết rồi đừng hối hận." Vèo. Kỳ Linh lắc người, nhanh chóng như tia chớp bay đi, dễ dàng xuyên qua lồng hư không vào trong. Trông thấy Kỳ Linh dứt khoát nhanh chóng vào lồng hư không thì Thanh Ma Chúa Tể sừng sốt, nhai răng cười quái dị. "Bác Minh đạo quân, ta vốn rất coi khinh ngươi, chỉ ỷ vào cấm chế nhốt được ta, đã huynh hoang ý đồ khiến ta làm người đi theo. Thế nhưng bây giờ ta hơi phục ngươi rồi, ít ra ngươi có lá gan trực tiếp vào lồng hư không này." Kỳ Linh cười nói: "Đa tạ đã khen ngợi, chờ chút nữa Thanh Ma sẽ biết ta không chỉ có lá gan còn có thực lực." Mặt Thanh Ma Chúa Tể lạnh băng nghiêm túc nói: "Tuy có gan nhưng càng ngu xuẩn. Tiểu tử đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xong rồi thì ta sẽ ra tay." Kiêu ngạo như Thanh Ma Chúa Tể có tự tin tuyệt đối, sẽ không đánh lén. Lão muốn quang minh chính đại nghiền áp giết chết Bắc Minh đạo quân này. Lồng hư không chỉ cỡ 5 trượng không lớn. Kỳ Linh và Thanh Ma Chúa Tể đứng lơ lửng giằng co. Kỳ Linh lắc người biến ra ba đầu sáu tay, sáu thanh Bắc Cầm kiếm sau lưng rơi vào tay. "Tùy thời có thể đánh rồi." Thanh Ma Chúa Tể nói: "Được, trước khi đánh nhau phải nói rõ, ngươi bằng vào sức mình đánh với ta. Trong 10 giây ta không làm gì được ngươi tính là thua. Ta thua sẽ làm người đi theo của ngươi, cùng ngươi 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Thế còn nếu ta thắng?" Kỳ Linh nói: "Ngươi thắng ta chết, ta chết rồi cấm chế này sẽ tan biến." Thanh Ma Chúa Tể ngẩn ra, nhếch miệng cười nói: "Được, rất tốt." Ban đầu Thanh Ma Chúa Tể có ấn tượng rất xấu với Kỳ Linh, thế nhưng bây giờ lão hơi thích hắn rồi, ít ra hắn khá dứt khoát. Thanh Ma Chúa Tể đứng yên tại chỗ rất bình thường, hơi thở giấu kín. "Sử dụng công kích mạnh nhất của ngươi tấn công ta đi, ra tay đi. Nếu ta ra tay trước sợ là ngươi sẽ không có cơ hội đâu." Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào đối thủ. "Được." Thanh Ma Chúa Tể có vẻ màu xanh, lão nhân trông nhỏ gầy, người khô đét,
nhưng thật ra là thần thú hỗn độn hung tàn, còn là đẳng cấp chúa tể. Nếu so sánh với mang nhai chúa tể, chắc cũng ngang ngửa, đứng hàng đầu trong chúa tể. Kỳ Linh nhìn đối phương chằm chằm. Thanh ma chúa tể quan sát mọi cử động của Kỳ Linh. Mặc dù thanh ma chúa tể tự tin tuyệt đối, nhưng lão không thua trận chiến này được, phải dốc hết sức, không dám lơ là chút nào. Đột nhiên, vèo, Kỳ Linh bỗng biến mất, thanh ma chúa tể biến sắc mặt. Sao, người đâu rồi? Thần niệm của thanh ma chúa tể bao phủ lồng hư không, thế nhưng Bắc Minh đạo quân đã biến mất, thần niệm không thể tìm kiếm. Dù bất ngờ, nhưng niềm kiêu hãnh khiến cho thanh ma chúa tể không tấn công ngay. Lão tự tin đứng yên vì đã nhường Kỳ Linh ra tay trước. Ầm 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 ầm. Lồng hư không trong trăm trượng yên tĩnh chợt vang lên tiếng nổ. Sáu thanh Bắc Cổng kiếm cùng hiện ra, Kỳ Linh hiện hình. Sáu thanh Bắc Cổng kiếm bộc phát ra uy năng lớn kinh người, hóa thành sóng chiều kiếm hồng dũng, hầu như cùng lúc đánh vào người thanh ma chúa tể. Có đập vào đầu, vào mé đầu gối, bụng, cổ, mặt thanh ma chúa tể. Chúng cực kiếm đạo, chi thiên băng thước. Kỳ Linh hơi giận vì đối phương ngông cuồng. Thật là cuồng vọng, chung cực kiếm đạo, chi thiên băng thức của ta là kiếm chiêu uy lực mạnh nhất, uy lực gần bằng chúa tể. Pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm bị đánh trúng, dù không nát cũng sẽ nứt ra. Không sử dụng bất cứ chiêu thức ngăn cản, chỉ dựa vào thân thể ư, quá tự tin rồi. Cùng với tiếng nổ, thanh ma chúa tể lộ ra vẻ giật mình, bay ngược ra sau, đập vào lồng hư không. Nhưng vẫn đứng lơ lửng. Người thanh ma chú tể không có vết thương gì, ngay cả mặt bị chém cũng không để lại chút vết chảy. Ngươi là một đạo quân mà có thực lực như thế này sao? Thanh ma chú tể là thần thú hỗn độn, rất giỏi về phòng ngự, thậm chí sánh bằng dị vũ trụ chi chủ. Dù thanh ma chú tể đứng yên không nhúc nhích, mặc cho các chú tể công kích cũng khó tổn thương được hắn. Cơ thể đã rèn luyện đến tột độ, vì thiên phú nên thanh ma chú tể có đủ cương nhu, rất khó tổn thương đến hắn. Thanh ma chúa tể không lộ ra vẻ đắc ý mà tràn ngập giật mình, bất ngờ vì Kỳ Linh bày ra uy lực kiếm chiêu. Nhưng đã đến lượt ta ra tay rồi. Cùng với tiếng giống, thanh ma chúa tể cùng bùng nổ. Lấy thanh ma chúa tể làm trung tâm, từng vòng sóng gợn không gian khuếch tán. Sóng không gian như dòng nước sinh ra lực cản đáng sợ, thổi quét bốn phương tám hướng. Đây là bí thuật của thanh ma chúa tể, một bí thuật đã đại thành đến cấp chúa tể, lãnh địa thanh ma. Nó là bí thuật được thanh ma chúa tể dần hoàn thiện trong năm tháng vô tận. Không gian gợn sóng khuếch tán muốn bao phủ nguyên lồng hư không. Kỳ Linh lập tức thi triển bí thuật phá. Cánh vàng bay lượn trên trời, vô số kiếm quang hình cung vây quanh cánh vàng. Trung cực kiếm đạo chi âm dương cực kỳ sắc bén, cứng rắn mà đỡ. Bùm 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 bùm, cánh vàng vô số kiếm quang hình cung vỡ nát trong từng vòng không gian gợn sóng kỳ dị. Kỳ Linh vội thi triển ảnh chiếu thế giới, tâm trí thế giới. Đáng tiếc vẫn không ngăn cản được bí thuật tan tác. Trong đế quân, bí thuật cộng thêm ảnh chiếu thế giới của Kỳ Linh khá lợi hại, nhưng so với chúa tể, đặc biệt là bí thuật đại thành giống bí thuật thì không thể chống cự. Thanh ma chúa tể nhìn thế giới hư ảo hiện ra xung quanh, nâng mức đánh giá Bắc Minh đạo quân lên cao hơn nữa. Ảnh chiếu thế giới ư? Thanh ma chúa tể vươn cánh tay phải ra. Chết đi! Năm ngón tay xòe ra như bàn tay to che kín bầu trời, xé rách tất cả ngăn cản. Quanh mỗi ngón tay lại có tầng tầng lớp lớp không gian, mỗi một tầng không gian có thể đang tan biến. Một thế giới vừa mới sinh ra đã bị tan vỡ. Móng vuốt này là phù sinh huyễn diệt mà thanh ma chúa tể thường dùng. Thanh ma chúa tể không có thời gian để lãng phí nên lập tức dùng sát chiêu. Tuy 10 giây rất ngắn, thế nhưng thanh ma chúa tể vẫn phải dốc sức cố gắng giành chiến thắng. Đối diện bàn tay to ập đến, Kỳ Linh lên tái mặt. Thật đáng sợ. Kỳ Linh không có cách nào để tránh, cũng không thể có chỗ tránh. Đối diện một chiêu huyền diệu tuyệt luân như thế, Kỳ Linh chỉ có cách ứng đối duy nhất là ngăn cản ngay mặt. Đây là lần đầu tiên Kỳ Linh đánh nhau sống chết với chúa tể. Trong tình báo miêu tả, thực lực của thanh ma chúa tể mạnh hơn phong phú chúa tể và minh lan chúa tể một chút. Chính thức đánh nhau rồi, Kỳ Linh mới cảm giác sự đáng sợ của một chúa tể. Sáu thanh kiếm của Kỳ Linh cùng vung lên, những thanh kiếm như sóng nước đang xoay, vô số sóng nước xoay tròn hình thành vòng xoáy hắc ám ngập trời. Kỳ Linh hóa thành lỗ đen đáng sợ, tựa như tất cả bị cắn nuốt. Thanh ma chúa tể thầm cảm khái cảnh giới kiếm đạo của Bắc Minh đạo quân này thật cao. Một đạo quân mà có cảnh giới cao như vậy, hèn gì dám một trận một với lão. Phụp. Bàn tay to vỗ vào lỗ đen, phát ra tiếng phụp bong bóng vỡ khẽ khàng.
lỗ đen tán loạn vỡ nát. Kỳ Linh ba đầu sáu tay cầm sáu thanh kiếm bay ngược ra sau, đập vào lồng hư không. Lồng giam rung nhẹ, chứa bất lực xung kích, nhưng phản chấn khẽ làm cho hắn lảo đảo. Thanh ma chú tể lộ vẻ giật mình nhìn Kỳ Linh. Sao? Ngăn cản mà có thể còn lành lặn sao? Kỳ Linh cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân tê dại. Thanh ma chú tể cuồng bạo, lão tuyệt đối không muốn nhận thua. Chết đi cho ta! Vù 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 vù. Các bàn tay to liên tiếp đập tới, hình thành ảo ảnh, vừa cuồng bạo lại vừa siêu nhanh. Kỳ Linh liên tiếp ngăn cản. Chỉ một giây, thanh ma chúa tể đã ra mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu uy lực giữ ở mức đỉnh cao. Kỳ Linh hộc máu, da trào máu, phụt. Kỳ Linh điên cuồng ngăn cản, mỗi chiêu đủ làm cho khí huyết của hắn sôi trào, liên tục mấy trăm chiêu khiến hắn đã không chịu nổi. Thanh ma chúa tể nóng nảy. Cái gì? Thần thể của hắn vẫn chưa tan vỡ sao? Xoẹt. Thân thể thanh ma chúa tể thay đổi, từ lão nhân nhỏ gầy vảy màu xanh giờ biến thành hình thú. Một dị thú bốn vó, toàn thân vảy xanh, đầu hình tam giác, thân thể hình giọt nước, cái đuôi bọc vảy xanh tựa như roi thép vậy. Đây chính là nguyên hình của thanh ma chúa tể. Một thần thú hỗn độn khi biến về nguyên hình mới là lúc phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chết đi! Toàn thân thanh ma chúa tể như tỏa ra ánh sáng màu đen, ý cảnh hủy diệt đáng sợ tràn ngập, mắt âm lạnh cuồng bạo. Đây là một chúa tể vô cùng đáng sợ. Đây mới là mặt kinh khủng nhất của thanh ma chúa tể, vui giận thất thường. Thanh ma chúa tể không muốn thua nên mới biến về nguyên hình, thi triển ra một kích mạnh nhất khi liều mạng. Vèo! Thanh ma chúa tể bỗng lao lên, hai chân trước đạp tới. Đối diện đôi chân trước này, Kỳ Linh sinh lòng kinh hoàng. Đôi chân trước như có thể hủy diệt hết thảy, như là ngọn nguồn hủy diệt, là khởi nguồn của tất cả không gian. Loại công kích đáng sợ này khiến cho Kỳ Linh không kiềm được mà thấy sợ. Đây là thanh ma chúa tể đi qua thật nhiều nơi, cảm ngộ vô số, cuối cùng sáng tạo ra một kích mạnh nhất giấu đáy hòm. Lúc bình thường đánh với chúa tể khác, thanh ma chúa tể sẽ không thi triển ra một kích mạnh nhất này. Vì các chúa tể chém giết rất khó phân ra sống chết, không thể phân sống chết thì không cần quá liều mạng. Nhưng lúc này đây, thanh ma chúa tể thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Đạo không gian, đạo hủy diệt kết hợp lại có thể gọi là một chiêu phá diệt căn nguyên đáng sợ, lại còn thi triển bằng thân thể gốc. Chắn! Dù Kỳ Linh không kiềm chế được đáy lòng, nổi lên, sợ hãi, thế nhưng đạo tâm vẫn bình tĩnh, hết sức mà ngăn cản. Đầu tiên là thi triển huyễn thuật, sau đó thi triển kiếm thuật phòng ngự. Hồn phách chân linh của thanh ma chúa tể mạnh biết bao, đạo tâm cứng rắn cỡ nào, huyễn thuật của Kỳ Linh căn bản không thể lay động. Bùm! Tiếng nổ vang đứt tai, khoảnh khắc Kỳ Linh ngăn cản, hắn cảm giác cô uy năng đáng sợ, trùng kích liền hiểu ra. Uy năng theo vô số thời không duy độ thẩm thấu, theo liên kết nhân quả thẩm thấu. Đối diện chiêu này, dù có phân thân cũng bị tiêu diệt, núp ở chỗ nào cũng đều không tránh được. Không ngăn được. Kỳ Linh bô một tiếng, hóa thành vô số dòng nước, thân bất tử, thân vô ảnh. Nếu không thể cứng rắn đỡ được, vậy thì trừ đi lực xung kích. Có câu rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Thân bất tử là như thế. Thường thì thân bất tử vô hình, biến ảo, nên mới hoàn mỹ trừ đi công kích. Như phi tuyết thành chủ, chúng một kích của mang nghe chúa tể, vẫn hoàn mỹ, trừ bất lực xung kích. Muốn công phá thân bất tử, trừ phi kích biệt lớn lao, mới làm được. Thanh ma chúa tể cao hơn Kỳ Linh rất nhiều, thế nhưng chưa đủ trình độ phá hủy thân bất tử của hắn. Vèo! Kỳ Linh hóa thành vô số dòng nước, tụ tập lại thành hình người, là bộ dáng ba đầu sáu tay, hết sức cảnh giác. Thanh ma chúa tể biến hình người bốn phó, đứng giữa hư không ngẩn ngơ. Là thân bất tử ư? Thanh ma chúa tể đứng ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích, không tiếp tục công kích nữa. Kỳ Linh dè dặt nhìn thanh ma chúa tể, thấy đối phương không tấn công nữa thì mở miệng hỏi. Sao vậy, thanh ma? Hai bên đánh nhau cực nhanh, đến giờ còn chưa qua 10 giây. Giọng thanh ma chúa tể chợt kiệt quệ già nua. Ta thua. Cái đầu hình tam giác tràn ngập lệ khí, bỗng ủ rũ, sau đó thanh ma chúa tể biến về hình người. Lão nhân nhỏ gầy, ủ rũ, trầm giọng nói. Không ngờ, ta dốc hết sức ra, chỉ vẹn vẹn buộc ngươi thi triển thân bất tử. Theo tin ta được biết, 5 tháng tu hành của ngươi rất ngắn, một lòng nghiên cứu kiếm đạo. Không ngờ, đạo quân nghiên cứu kiếm đạo mà có thân bất tử. Ta thua, không còn lời nào để nói cả. Khi Kỳ Linh thi triển ra thân bất tử, thanh ma chúa tể liền hiểu lão không thể nào giết hắn. Thực lực của Kỳ Linh đã thuộc một đám đỉnh cao nhất đế quân đứng sau chúa tể. Chuyến đi đến giao hòa cảnh, trừ 2 chúa tể còn có 14 đế quân.
Những đế quân này toàn là đẳng cấp lãnh tụ đạo minh như Kim Tự Đế Quân, tuy không đánh lại chúa tể, thế nhưng các chúa tể không giết được bọn họ. Lúc trước, thấy thực lực của Kế Linh không làm Thanh Ma chúa tể nản lòng, vì lão cho rằng hắn một lòng nghiên cứu kiếm đạo, tu hành ngắn ngủi, chắc không có thân bất tử. Thế nhưng Kỳ Linh thi triển ra thân bất tử, vậy là Thanh Ma chúa tể đã không còn hy vọng nữa. Thanh Ma chúa tể nhìn Kỳ Linh, có thể nói cho ta biết ngươi là đạo quân nhưng tại sao lại mạnh như vậy không? Thì ngươi rõ ràng tu luyện kiếm đạo, tại sao lại có thân bất tử vậy? Có thua cũng cho ta thua rõ ràng. Kỳ Linh nói, ta là đạo quân nhưng đạo của ta là trung cực kiếm đạo. Thanh Ma chúa tể nghi hoặc hỏi, trung cực kiếm đạo ư? Kỳ Linh cũng không giấu giếm, kể rõ về đạo trung cực. Đạo có chia cao thấp, thấp là đạo mạnh nhất. Trong vũ trụ hỗn độn mênh mông, không chỉ một mình Kỳ Linh tu hành ra đạo trung cực, nhưng số người này ít ỏi, ngẫu nhiên có đạo quân cực kỳ cá biệt là làm được bước này. Không hợp đạo thành công sẽ chết, tuổi thọ ngắn ngủi nên ít ai biết, đa số chúa tể chưa nghe về đạo trung cực bao giờ. Thanh Ma chúa tể cười, thì ra là như vậy, đạo có chia cao thấp, không ngờ cao nhất là đạo trung cực. Lúc trước ta đã thắc mắc ngươi là đạo quân tứ bộ, thế nhưng vì sao cảnh giới kiếm đạo cao minh đến vậy? Dù không bằng chúa tể cũng chỉ đứng sau chúa tể. Này ta đã hiểu, hóa ra là trung cực kiếm đạo tầng cao hơn. Nụ cười của Thanh Ma chúa tể làm cho Kỳ Linh sửng sốt. Thanh Ma chúa tể nhìn hắn, sao vậy? Kỳ Linh nói, ngươi cười trông không tệ, sao bình thường luôn để mặt lạnh tanh vậy? Thanh Ma chúa tể sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử đừng quá đắc ý, trung cực kiếm đạo của ngươi không tệ, thực lực cũng không sai. Theo như lúc trước chúng ta đánh cuộc, ta sẽ làm người đi theo ngươi, thế nhưng chỉ vẹn vẹn 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ Linh cười nói, về sau vất vả Thanh Ma huynh rồi. Thanh Ma chúa tể lại hừ mũi, phải rồi, quên nói, lúc trước tiểu tử nhà ngươi dùng lòng hư không giam cầm ta, còn nói muốn ta làm người đi theo ngươi. Lúc ấy ta đầy bụng tức bực nên đã chuyển tin ra các chúa tể đế quân liên minh 16 vực giới chắc đã biết ngươi ở sau lưng khống chế đường lửa rồi. Cho nên âm mưu của ngươi không cách nào thực hiện lần thứ hai được đâu. Kỳ Linh bật cười nói, ồ, không cần Thanh Ma huynh nói đâu, sau khi huynh công khai thì các chúa tể đế quân trong đường lửa không ai dám đi sâu vào, khi đó ta cũng biết tin tức bị lộ. Lộ thì lộ đi, có Thanh Ma huynh làm người đi theo thì ta cũng đáng rồi. Thanh Ma chúa tể ức chế, lời nói cũng không trên cơ được, Bắc Minh thật đáng ghét. Thế nhưng Thanh Ma chúa tể cười thầm trong bụng, thật ra tâm tình của lão không quá nhiều bực tức. Mới đầu đúng là Thanh Ma chúa tể điên lên thật, cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã, nhưng sau khi Kỳ Linh bày ra thực lực, lão thua cược không lời nào để nói. Đặc biệt khi biết Kỳ Linh đi kiểu đạo trung cực thì hơi phục hắn. Vì cực thua nên tạm thời làm người đi theo cho một đạo quân đạo trung cực cũng không có gì là nhục. Dù sao đạo quân kinh tài tuyệt diễm như vậy hiếm hoi hơn chúa tể rất nhiều. Thanh Ma chúa tể thúc giục, mau nói đi, muốn ta lập lời thề gì, mau đặt ra lời thề, thề xong rồi 1000 hỗn độn kỷ nguyên sau ta sẽ đi theo ngươi. Kỳ Linh sung sướng nói, được. Cũng trong lúc đó, đế thần chúa tể, vạn sầu chúa tể, xương cổ chúa tể, hắc mộc chúa tể, đông hỏa chúa tể, 11 chúa tể khác và một đám đại năng đế quân cường đại sợ hết hồn. Cái gì? Cấm chế đường lửa trong giao hỏa cảnh này thật ra là Bắc Minh đạo quân ở sau lưng khống chế sao? Thành mà chúa tể đã trúng chiêu ư? Hèn gì, lâu như vậy mà không bắt được Bắc Minh đạo quân, hắn núp ở phía sau khống chế lường nửa sao? Thật hay giả đây, có khi nào nói xạo không? Đám chúa tể đế quân trong giao hỏa cảnh ôm nhiều suy nghĩ. Nguyên liên minh 16 vực giới đã sôi trào, không ai ngờ rằng cả đám chúa tể đế quân xông vào giao hỏa cảnh đi bắt Bắc Minh đạo quân lại thành cá trong chậu cho hắn bắt. Không ngờ đây cũng là một đại quái vật ẩn núp nhe nanh một cái làm nguyên liên minh 16 vực giới phải ngẩn ngơ. Khống chế được đường lửa thì các chúa tể đế quân ở trong đường lửa gặp rắc rối to rồi. Ta biết tính nết của Thanh Ma chúa tể, mặc dù vui giận thất thường nhưng rất kiêu ngạo, không thể nào nói giới hoang đường như vậy đâu. Các vị hãy cẩn thận, đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Chỉ cần chúng ta đứng yên thì dù Bắc Minh đạo quân có khống chế cấm chế cũng không làm gì được chúng ta đâu. Thế nhưng chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn ở yên tại chỗ không nhúc nhích hay sao? Đám đại năng đều có cách liên lạc với liên minh 16 vực giới,
nên dễ dàng truyền tin cho nhau. Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang lên ở mỗi góc trong các đường lửa. Các vị chúa tể, đế quân! Chính là Kỳ Linh, thần lực hóa thân, khống chế trận đồ, đưa thanh âm đến từng con đường lửa. Đám chúa tể đế quân trong đường lửa biến sắc mặt. Giọng Kỳ Linh vang vọng trong các góc đường lửa truyền đi thật xa. Ta là Bắc Minh đạo quân, mà lần này các người muốn truy sát ta. Trước kia chúng ta không có thủ oán, ta cũng chưa bao giờ muốn đối địch với các vị cả. Nhưng các vị bất chấp vất vả từ vực giới khác đến đây, còn vào giao hỏa cảnh chỉ vì giết ta cướp của. Bây giờ ta thả các vị đi như vậy hay sao? Sợ là những người bên ngoài sẽ nói Bắc Minh đạo quân ta đây là hạng yếu đuối. Các vị nói xem, bây giờ ta nên đối xử với các người như thế nào đây? Các chúa tể đế quân giải rác ở các con đường lửa vô tận, bọn họ vành tai lắng nghe, không vội nói chuyện, âm thầm dùng các loại thủ đoạn như pháp thân, nguyên thần thứ hai, phụ tá, liên lạc với liên minh 16 vực giới, giao lưu cùng với các chúa tể đế quân khác. Ta nghe giọng Bắc Minh đạo quân đang nguy hiếp chúng ta thì phải. Ta cũng nghe được. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Các vị đều nghe được thì giọng Bắc Minh đạo quân vang lên từ mỗi khu vực đường lửa rồi. Có thể làm được một bước này, đúng là hắn khống chế đường lửa rồi. Các vị cảm thấy bây giờ nên làm như thế nào đây? Con đường lửa đầy rẫy nguy hiểm, thành ma chú tế còn bị trúng chiêu. Mỗi người chúng ta rất có thể sẽ nối gót theo sau. Giờ điều có thể làm là đứng yên không nhúc nhích mà thôi. Chúng ta chịu thua, nhận thua như vậy sao? Yên tâm đi, chúng ta có nhiều chúa tể, đế quân như vậy. Bác Minh chỉ là đạo quân nho nhỏ, hắn không dám quá cản rỡ đâu. Các chúa tể, đế quân bắt đầu giao lưu tin tức, giọng Kỳ Linh vang mỗi một hướng đường lửa. Các vị chúa tể, đế quân, đến lúc này chắc đã xác định ta không nói dối rồi chứ? Vậy sao Bác Minh? Vậy ngươi muốn đối phó chúng ta như thế nào đây? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Các chúa tể, đế quân rất bình tĩnh, dù gì cũng là bá chủ của một phương. Tiếng cười của Kế Linh văng vẳng bên tai từng chú tể, từng đế quân một. Bắc Minh đạo quân ta chẳng phải là kẻ huynh hoang điên cuồng. Yêu cầu của ta không quá cao. Các vị đi tới đây muốn giết ta cướp báu vật. Nghe nói cưới vực giới phi chú tới đây, vậy chắc phải trả cái giá không nhỏ. Các vị chỉ cần trả giá ngang bằng với giá đi vực giới phi chú là ta sẽ thả các vị rời đi. Chút giá này tuy sẽ khiến các vị đau lòng, thế nhưng không đến mức khoa trương. Kỳ Linh tiếp tục nói, chỉ phải trả chút cái giá là ta đưa các vị đi ngay. Có chút xíu mà không chịu trả thì hết cách rồi. Ta sẽ không thả các vị đi đâu. Bắc Minh đạo quân ta không dễ ăn hiếp như vậy. Kỳ Linh yêu cầu này là đã trải qua quá nhiều phen suy tư. Dù sao thanh ma chúa tể làm lộ thủ đoạn của hắn trước, khiến cho các chúa tể đế quân chú ý cẩn thận, thậm chí tạm thời ở yên tại chỗ. Kỳ Linh tạm không có cách giết bọn họ. Chọc nóng này đám chúa tể đế quân này thì bọn họ hoàn toàn có thể trả giá mà đặt phong lãnh chủ đến cứu đi. Đế thần chúa tể đứng trong không trung đường lửa nói, Bắc Minh đạo quân nhỏ bé nhà ngươi có thể khống chế đường lửa, ta cũng phục thủ đoạn của ngươi. Tuy nhiên hiện tại chúng ta đã biết thủ đoạn của ngươi, ngươi không uy hiếp đến chúng ta được đâu. Nếu ngươi biết điều thì lập lời thề, hứa không đối phó chúng ta, khiến chúng ta an toàn rời đi, xem như kết bạn. Nếu chọc giận cả đám chúa tể đế quân thì đạo quân nho nhỏ nhà ngươi không chịu nổi đâu. Đông Hỏa chúa tể lạnh lùng nói, Bắc Minh đạo quân, ngươi cũng đừng quên, hiện giờ chỉ có một phần chúa tể đế quân bị nhốt trong đường lửa, còn có một số lớn chúa tể đế quân vẫn chưa tới đây. Nếu bọn họ đến thì có thể liên hợp lại cùng hành động. Nhiều chúa tể đế quân hợp sức, đường lửa này không ngăn cản bọn họ được đâu. Khi đó dễ dàng cứu tất cả chúng ta. Hơn 20 chúa tể, một đám đế quân hợp tác truy sát ngươi thì ngươi không có đường trốn chạy. Dù là đường lửa trong giao hỏa cảnh cũng sẽ bị phá hỏng thêm lần nữa thôi. Bắc Minh đạo quân, hãy biết tiến lùi đi. Uy hiếp đám chúa tể đế quân chúng ta là ngươi gan lắm rồi. Vài chúa tể đế quân thi nhau lên tiếng, không chịu cúi đầu trước một đạo quân. Nếu chỉ có một người bị vây khốn thì đã cúi đầu nhận thua, giao ra chút báu vật cho rồi. Thế nhưng một đám chúa tể đế quân bị nhốt, bọn họ tự nhận Bắc Minh đạo quân không dám đắc tội bọn họ. Các vị giết tới chỗ của ta, giờ bị giam cầm trong đường lửa do ta khống chế, được ta gật đầu thì các vị mới bình an rời đi. Giờ không chịu trả giá chút nào mà muốn an toàn rời đi sao? Tưởng Bắc Minh đạo quân ta dễ ăn hiếp sao? Cũng được, vậy ta sẽ gặp mặt các ngươi một lần.
Kỳ Linh nói xong không lên tiếng nữa. Ở một góc đường lửa trong vực giới Phi Chu, Kỳ Linh và Thanh Ma Chúa Tể đang ngồi hưởng thụ rượu ngon. Thanh Ma Chúa Tể bưng ly rượu hít mũi người, vẻ mặt hưởng thụ, sau đó nhấp một ngụm. Không tệ, đúng là không tệ mà. Thanh Ma Chúa Tể chế nhạo, thế nào, vô dụng đúng không? Kỳ Linh uống rượu, mắt lóe tia sáng lạnh. Xương của họ rất cứng, không chịu trả giá chút nào, xem ra quá thân thiện, đều tưởng ta dễ ăn hiếp mà. Thanh Ma Chúa Tể nheo mắt uống rượu. Người đã hiểu rồi sao? Kỳ Linh nhìn Thanh Ma, lão nhân nhỏ gầy nhom trước mặt hắn, nhâm nhi rượu mê ly, nhìn sao cũng thấy hèn mọn, thế nhưng lại là thần thú hỗn độn Chúa Tể, cực kỳ cường đại, thực lực gần ngang với Măng Nhai Chúa Tể. Tâm tình của Kỳ Linh rất tốt, có thể khiến Thanh Ma đi theo hắn, sẽ thoải mái ứng đối vụ trả thù Phi Tuyết Thành Chủ để lại trước khi chết hơn. Kỳ Linh nói, đi thôi, đi gặp bọn họ, trước tiên gặp Đế Thần Chúa Tể đi. Vèo! Vực giới Phi Chu nhanh chóng hóa thành luồng sáng đi trong đường lửa. Đường lửa uốn lượn vặn vẹo, vực giới Phi Chu bay cực nhanh trong đường hầm, không đụng phải cấm chế nào. Thanh Ma Chúa Tể nhìn bên ngoài cảm khái nói, không ngờ đường lửa cũng có thể đi băng băng như vậy, không đụng cấm chế gì. Lúc trước truy sát ngươi, trông thấy ngươi cố ý đụng vào một số cấm chế, ta còn rất kích động hưng phấn. Giờ ngẫm lại, hóa ra luôn bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kỳ Linh cảm khái, cũng hết cách rồi, khi đó thực lực của ta không đủ, chỉ có thể nhờ cái đường lửa giở thủ đoạn mà thôi. Nếu ta có đủ sức mạnh thì cần gì né qua né lại như thế này. Giờ có Thanh Ma huynh ở đây, việc lần này mới chính thức giải quyết được. Thanh Ma Chúa Tể không chút khiêm tốn, tự tin gật đầu. Giờ ta thành người đi theo của ngươi. Nếu tin tức truyền ra, sợ là tất cả Chúa Tể, đế quân không còn ý định cướp giật vực giới Phi Chu nữa đâu. Chúa Tể có một chiếc vực giới Phi Chu thì Chúa Tể khác sẽ không có ý đồ đi cướp. Vì giết một Chúa Tể rất khó khăn, thường phải một đám Chúa Tể hợp tác mới làm được, hoặc dị vũ trụ chi chủ ra tay. Muốn giết một Chúa Tể có vực giới Phi Chu thì càng thêm khó khăn. Kỳ Linh nhìn đằng trước nói, tới rồi. Thanh Ma nhìn ra bên ngoài, nhếch môi cười nói, là đế thần, lão già này còn rất cao ngạo. Kỳ Linh thấy thế cũng thầm thở phào. Hắn sợ Thanh Ma Chúa Tể quá sĩ diện, Thanh Ma Chúa Tể đã thành người đi theo hắn. Kỳ Linh lo khi lão đụng mặt Chúa Tể khác sẽ thấy mất mặt, lòng bức bối. Hắn không muốn thấy điều đó. Sự thật thì là một Chúa Tể có đạo tâm không tầm thường. Thanh Ma Chúa Tể đã gỡ bỏ gút mắc trong lòng, tự nhiên có thể thản nhiên đối diện. Thanh Ma đề nghị, đi, đi ra ngoài đi. Kỳ Linh đứng dậy. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung bay ra khỏi vực giới Phi Chu. Một lão nhân ba mắt áo vàng đứng lặng, khuôn mặt túc mục, nhìn chiếc vực giới Phi Chu đậu trước mặt mình. Đế thần Chúa Tể này là một Chúa Tể cứng nhắc, lạnh lùng, bá đạo, nên lúc trước Kỳ Linh bắt các Chúa Tể đế quân trả giá thì Đế thần Chúa Tể từ chối đầu tiên. Đế thần Chúa Tể cau mày nhìn ra phía trước. Sao? Ba bóng người từ xa bay xuống, Kỳ Linh, Thanh Ma bay song song, Bạch Dung theo phía sau hắn. Đế thần Chúa Tể nhíu mày hỏi, Thanh Ma ư? Thanh Ma Chúa Tể mở miệng nói, đế thần, ngươi đã biết yêu cầu của Bắc Minh nêu ra, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đồng ý đi, vậy thì ngươi vừa nhẹ nhàng vừa bình an trở lại. Đế thần Chúa Tể nhíu mày nghi hoặc hỏi, ngươi giúp hắn đến khuyên ta sao? Không lẽ đây là cái giá hắn thả ngươi ra? Theo ta được biết, ngươi thì lý nào đơn giản chấp nhận làm việc cho một đạo quân được? Thanh Ma Chúa Tể nói, ta đã lập lời thề trở thành người đi theo của Bắc Minh đạo quân, làm người đi theo tất nhiên hết lòng giúp hắn. Đế thần Chúa Tể xoe tròn ba con mắt, ngươi. Đế thần Chúa Tể sống qua năm tháng vô tận nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện như vậy. Đế thần Chúa Tể khó tin nhìn Thanh Ma Chúa Tể. Thanh Ma nhà ngươi đường đường là Chúa Tể mà thành người đi theo của đạo quân nhỏ bé sao? Tin tức như thế truyền ra ngoài sợ là sẽ dẫn đến sóng gió lớn trong liên minh 16 vực giới, có lẽ lan xa đến vực giới dị vũ trụ khác. Trước giờ chưa từng có, chưa bao giờ xảy ra. Chúa Tể ở vực giới nào hoặc trong dị vũ trụ nào đều đứng trên đỉnh cao nhất, đường đường là Chúa Tể mà đi theo một đạo quân ư? Đùa gì vậy? Ai đều cho rằng trò đùa này không thể xảy ra. Thành Ma Chúa Tể cau mày quát lên, xem ba con mắt của ngươi sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi kìa, có gì mà phải ngạc nhiên? Thực lực của Bắc Minh rất cao, chỉ đứng sau Chúa Tể. Hơn nữa ta đã cá cược với hắn, ta thua cuộc. Thanh Ma ta không phải hạng người chơi xấu,
dám chơi dám chịu, ta cam lòng tình nguyện làm người đi theo Bắc Minh. Đế thần chúa tể bị lời nói của thanh ma chúa tể làm cho rung động. Ngươi Thanh ma chúa tể nhìn đế thần chúa tể chằm chằm. Còn muốn nói cái gì nữa không? Đế thần chúa tể lắc đầu nói, Bội phục, thật là phục thanh ma huynh quá mà, rất biết nhịn. Thanh ma nói, đừng có nói nhảm, hiện giờ ta đi theo Bắc Minh đạo quân, những chúa tể đế quân sắp đến đây, thấy không có hy vọng tranh cướp chắc sẽ không đến. Bắc Minh nêu ra yêu cầu không cao cũng không quá thấp đâu, không uy hiếp mạng sống của các ngươi. Dù các ngươi có mời đạt phong lĩnh chủ, với tính cách đạt phong lĩnh chủ không thể nào vì chút việc nhỏ này tới cứu các ngươi đâu. Thanh ma nhìn thẳng vào đế thần chúa tể, vì vậy các ngươi hoặc là trả giá lớn hoặc chờ mòn mỏi tại đây đi. Đế thần chúa tể im lặng. Đế thần chúa tể biết thanh ma nói rất có lý, bản thân thanh ma là chúa tể nên rất hiểu các chúa tể. Đạt phong lĩnh chủ rất siêu nhiên, hơn nữa không để ý quyền thế, lời xen vào mấy vụ tranh đấu, trừ phi dính dáng đến việc lớn then chốt chí mạng, đạt phong lĩnh chủ mới ra tay. Chỉ ký linh yêu cầu trả chút giá lớn thì đạt phong lĩnh chủ sẽ không đến. Thanh ma lạnh nhạt nói tiếp, hơn nữa Bắc Minh không đòi gì cao, chúa tể đế quân các ngươi cộng lại hết báu vật cũng nhiều bằng toàn bộ báu vật của 1-2 chúa tể. Đạt phong lĩnh chủ sẽ không vì chút báu vật này mà bất chấp thân phận đến đây đâu. Đế thần chúa tể nhìn thanh ma chúa tể lắc đầu nói, đừng nói nữa thanh ma, ta đồng ý được chưa? Ta trả chút giá này không là gì cả. Trong 3 chúa tể đế quân chúng ta thì ngươi mới là người xui xẻo nhất kìa, có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Thanh ma chúa tể mắt lóe tia sáng lạnh, đừng giả mù sa mưa. Tính cách của thanh ma chúa tể cao ngạo, một mình lang bạt qua vô số nơi, bộ dạng ngươi mới là xui xẻo nhất của đế thần chúa tể đã chọc giận lão. Đế thần chúa tể rối rít nói, rồi ta sai. Đế thần chúa tể nhìn thanh ma lòng thầm than thổn thức, đường đường là chúa tể mà làm người đi theo cho một đạo quân, chuyện này chắc chắn đồn ra ngoài và còn đồn rất nhanh. Vì tin tức rung động như thế, các chúa tể sẽ không ngừng giao lưu đưa tin chuyển ra xa hơn. Đế thần chúa tể ngoan ngoãn lấy ra chút báu vật, ngũ nghiệp chúa tể, vụ dương chúa tể, lái vực giới phi chu hỗ trợ đưa vào chúa tể đế quân và thu phí. Chuyện này sớm đồn trong liên minh 16 vực giới, Kỳ Linh cũng biết. Kỳ Linh chuyên môn lập lời thề để đế thần chúa tể yên tâm, lão sợ khi mình bay đi hắn đột nhiên kích phát cấm chế đối phó với mình. Rất nhanh, xương cổ chúa tể Kiếm Tôn kinh ngạc nhìn Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung trước mặt mình. Xương cổ chúa tể Kiếm Tôn vô cùng ngạc nhiên nhìn Thanh Ma chúa tể. Thanh Ma huynh thành người đi theo của Bắc Minh đạo quân sao? Thanh Ma cau mày quát, có gì mà kỳ, các ngươi có thể hỏi đế thần, mau đi đi, thực lực của hai người ngươi không sai, nhưng có ta ở đây các ngươi khó phá hết cấm chế cơ quan được. Xương cổ chúa tể gật đầu nói, được rồi, chúng ta trả. Kiếm Tôn nhìn hướng Kỳ Linh, Bắc Minh đạo quân khâm phục. Chuyện này mang đến rung động lớn cho xương cổ chúa tể và Kiếm Tôn. Hai người biết Kỳ Linh có thanh ma chúa tể trợ giúp thì bọn họ không có khả năng dựa vào sức mình xông qua đường lửa dài. Tin tức rất nhanh truyền bá ra, liên minh 16 vực giới dấy lên sóng gió. Bọn họ biết tin đại khái thanh ma chúa tể bị chúng chiêu cấm chế trong đường lửa, sau đó cá cược với Bắc Minh đạo quân thua cuộc nên đi theo Bắc Minh đạo quân. Vèo. Bên trong hắc ám vô tận, một chiếc vực giới phi chu đang tích xúc lực lượng chuẩn bị xé rách thời không cự ly xa thì bỗng dừng lại. Trong vực giới phi chu, vụ dương chúa tể nhìn năm chúa tể và 6 đế quân, các vị chắc cũng đã nhận được tin rồi, đường lửa giao hỏa cánh bị Bắc Minh đạo quân khống chế, thành ma chúa tể bởi vậy chúng chiêu, hiện giờ thành người đi theo của Bắc Minh đạo quân. Các vị không có hy vọng cướp vực giới phi chu nữa rồi, giờ tính làm sao đây, có tiếp tục đi tranh cướp nữa không? Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thành ma chúa tể thật là làm chúa tể làm bậy mà, vì sợ chết mà bất chấp mặt mũi đi theo một đạo quân, nực cười. Bản thân ta thì lại hơi khâm phục thanh ma, nếu là ta thì không cúi đầu nổi, thả chết chứ không nhẫn nhục như vậy đâu. Các chúa tể đế quân lên bàn tán xôn xao, mặc dù họ trả chút bảo bối đi vực giới phi chu, giờ định trước công giá tràng, không hy vọng được đến, thế nhưng các chúa tể đế quân không quá thất vọng,
Dù sau lần này có nhiều chúa tể đưa quân đi liều, cuối cùng sẽ có một đống người thất bại. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Giờ có công giá tràng cũng không sao cả. Chẳng qua bọn họ hơi thổn thức. Thỏ chết cáo khóc, thanh ma chúa tể là chúa tể cực kỳ lợi hại, ghê gớm hơn đa số người trong số bọn họ, vậy mà cúi đầu làm người đi theo cho một đạo quân nư. Trong bọn họ có nhiều người coi khinh thanh ma, cho rằng lão chẳng biết sĩ diện là gì. Vũ Dương hỏi: Các vị còn chưa nói, bây giờ tính làm sao đây? Còn làm sao nữa, chúng ta đã trả bảo bối rồi, chẳng lẽ ngươi lại trả lại sao? Đúng rồi, Vũ Dương huynh, hay là trả lại một nửa cho chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng không được gì. Năm chúa tể, sáu đế quân lao nhau. Vũ Dương chúa tể nói ngay: Đùa ư, các ngươi nên biết may mắn đi. Nếu đi nhanh một chút cũng vào giao hỏa cánh, khi đó đã bị Bắc Minh đạo quân uy hiếp, còn phải trả nhiều báu vật hơn. Thôi không nói nữa, Vũ Dương huynh, chúng ta cách Viêm Long vực giới cũng không xa, hơn nữa huynh cũng phải đến Viêm Long vực giới để đón các chúa tể đế quân khác trở về. Vậy đi, chúng ta cùng đi nhìn xem coi có dịp gặp Bắc Minh đạo quân đó không. Ta cũng hơi tò mò Bắc Minh đạo quân này rồi. Tò mò sao? Đạo quân mà dám khiến chúa tể làm người đi theo mình, rất cuồng ngạo. Thế nhưng hắn đã thành công. Đó là tại thanh ma sợ chết thôi. Các chúa tể đế quân bàn tán rôm rả. Vũ Dương chúa tể lắc đầu thổn thức: Được rồi, vậy ta tiếp tục xuất phát đi Viêm Long vực giới vậy. Đáng tiếc ta mới đưa nhóm thứ hai, còn đợt ba chúa tể đế quân ở hai vực giới chưa đi đón. Ai, chắc bọn họ sẽ không nhờ ta đưa đi nữa đâu. Bắc Minh đạo quân thật tình, ra tay mau như vậy làm cái gì? Chờ tất cả chúa tể đế quân đến rồi hắn hành động cũng không chậm mà. Ích lợi lần này đều bị ngươi và Ngũ Nghiệp, Bắc Minh đạo quân chiếm hết rồi còn gì. Đúng đấy, chúng ta đều thiệt thòi lớn rồi. Các chúa tể đế quân uống rượu vui chơi, trò chuyện vui vẻ dọc đường đi. Tin tức được đưa ra, chúa tể đế quân trong liên minh 16 vực giới chẳng còn ai muốn tranh giành. Lúc trước dù biết Kỳ Linh khống chế đường lửa, thế nhưng bọn họ cảm thấy vẫn có hy vọng, vì Kỳ Linh chỉ có thể dựa vào đường lửa trốn tránh. Có đông chúa tể đế quân thì sợ gì đường lửa đây. Sau đó dùng thuật thôi diễn tính ra vị trí đại khái của Kỳ Linh, hoàn toàn có hy vọng chặn đường hắn. Bọn họ cảm thấy chỉ cần chặn đường Kỳ Linh thì một đám chúa tể đế quân hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chém giết một đạo quân. Thế nhưng bây giờ thanh ma chúa tể đứng về phía Bắc Minh đạo quân, còn là người đi theo, thế là hết hy vọng tranh cướp vực giới Phi Chu. Thanh ma thành người đi theo cho đạo quân, đạo quân có lợi hại đến mấy cũng chỉ là đạo quân, còn thanh ma thì là chúa tể. Thanh ma thật sợ chết mà, vì sống cái gì cũng chịu làm. Khắp nơi đều thảo luận, các đế quân bản năng xem thường đạo quân, dù sao các đạo quân tuổi thọ ngắn ngủi, thực lực mạnh đến mấy cũng có hạn. Chúa tể là đỉnh cao nhất trong đế quân, thế nhưng bây giờ có một chúa tể làm người đi theo đạo quân. Dù là Mang Nha chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, quen thuộc Kỳ Linh cũng cảm thấy rung động và giật mình. Các đế quân trong Viêm Long vực giới trợn mắt há hốc mồm. Tin tức lan cực nhanh ra liên minh 16 vực giới, vươn hướng xa hơn. Đây là một kỳ văn trong đại năng giả. Nhiều đại năng giả ở vực giới xa xôi chưa từng đến Viêm Long vực giới, thế nhưng bọn họ biết có một người tên là Bắc Minh đạo quân, cũng biết một người tên là Thanh Ma chúa tể làm người đi theo đạo quân. Trong đường lửa giao hỏa cảnh, Kỳ Linh mang theo Thanh Ma chúa tể, Bạch Dung hộ vệ điều khiển vực giới Phi Chu bay đi, đàm phán với từng chúa tể đế quân bị giam cầm. Vì mỗi một con đường lửa rất dài, các chúa tể đế quân giải rác khắp nơi, muốn càn quét hết chừng phỏng mất vài tháng. Thanh ma chúa tể ngồi trong Phi Chu bưng ly rượu uống, nét mặt xa sầm nói: Một đám ngu xuẩn, ta nói ta sợ chết này nọ, nực cười. Thanh ma chúa tể không biết làm sao phản bác được, chẳng lẽ đi tự sát chứng minh mình không sợ chết, làm vậy mới thật là ngu. Kỳ Linh cười nói: Thanh ma huynh, cần gì so đo với bọn họ đây, bị xúc sinh cắn chẳng lẽ huynh cắn lại nó ư? Mặc kệ bọn họ kêu gạo đi. Thật ra Kỳ Linh cũng hơi lúng túng, vì thanh ma chúa tể đi theo hắn, bảo hắn thả tự do một người đi theo chúa tể thì tuyệt đối không thể, chỉ đành cố gắng an ủi thanh ma chúa tể. Thanh ma chúa tể ngẩng đầu uống rượu: đúng, một đám xúc sinh, ta lời sao đo với bọn họ. Nhưng trong ly rượu không có một giọt rượu nào. Thanh ma chúa tể ngượng nghịu, mới giờ lo tập trung nghe ngóng bên ngoài bàn tán về mình, uống hết rượu hồi nào cũng không hay. Kỳ Linh cười nói: Để ta đổ đầy cho. Thanh ma chúa tể nhìn Kỳ Linh rót rượu cho mình,
sờ cằm xấu xí, nhỏ giọng nói: Sống lâu như vậy, ta không để bụng lời bàn tán của kẻ nhỏ yếu đâu, nhưng không nhịn được để ý các chúa tể ngang ngửa ta đã nói gì. Cho Bắc Minh xem cho cười rồi, đạo tâm của ta còn chưa đủ. Kỳ Linh cười nói: Còn sống luôn sẽ để ý phải chuyện, không thì chẳng khác nào cái xác biết đi cả. Thanh Ma chúa tể nhìn hướng Kỳ Linh: Bắc Minh, có một việc hy vọng người có thể làm được. Kỳ Linh nói: Ồ, có chuyện gì vậy? Cứ việc nói ra, ta sẽ dốc hết sức. Thanh Ma nhìn Kỳ Linh, mắt lấp lóe tia cuồng nhiệt: Ta hy vọng người sẽ hợp đạo thành công. Kỳ Linh sửng sốt, Thanh Ma nhìn thẳng vào Kỳ Linh: Người hợp đạo thành công, với đạo trung cực của ngươi, thực lực sẽ vượt xa chúa tể, đạt đến cảnh giới ta không dám tưởng tượng đâu. Đi theo đại năng như ngươi là niềm kiêu hãnh cho Thanh Ma ta. Kỳ Linh ngây người cười nói: Xin nhận lời may mắn của huynh, ta sẽ cố gắng vậy. Về hợp đạo, đến bây giờ Kỳ Linh chỉ dám hơi mơ xa, vì có vệ đá chí tôn phụ trợ, hiệu quả tu hành tham ngộ rất kinh người, lại có khải chí tôn để lại vô số pháp môn của văn minh tu hành giả Tây Tư tộc, khiến cho nội tình của hắn càng sâu. Đặc biệt sau này Kỳ Linh sáng tạo ra 10 pháp môn cấp thánh thành chi chủ là sẽ được một món báu vật khải chí tôn để lại, giúp ích rất lớn cho việc tu hành và hợp đạo. Bởi vậy, dù là tứ bộ đạo quân trung cực, hợp đạo vô cùng khó khăn, nhưng ít ra đã có hy vọng. Không biết tương lai, nếu hắn thật sự hợp đạo thành công, sẽ có cảnh tượng như thế nào đây? Các chúa tể đế quân ngoan ngoãn giao ra một số bảo vật quý giá của mình. Nhóm Hắc Bộc chúa tể am hiểu thôi diễn, cuối cùng cũng chọn cúi đầu nộp báu vật. Vì Hắc Bộc chúa tể đã thôi diễn rồi, ỷ vào thực lực tiểu đội bọn họ thì Thanh Ma chúa tể ngăn cản, cũng không thể nào an toàn mà chạy đi. Các chúa tể đế quân có hiệp định với Kỳ Linh, bọn họ giao báu vật, nhưng hắn phải lập lời thề bảo đảm. Bọn họ sợ lúc rút lui, hắn đột nhiên trở mặt. Kỳ Linh cũng bắt chúa tể đế quân muốn rút ra, phải thề sẽ không dây dưa trả thù. Hai bên đều thề mới tin tưởng đối phương. Chớp mắt đã qua hơn 2 tháng. Kỳ Linh nói: Chỉ còn lại một chúa tể cuối cùng mà thôi. Thanh Ma hỏi: Còn người cuối cùng ư, là ai vậy? Kỳ Linh nhếch mép: Đông Hỏa. Thanh Ma gật gù: Đông Hỏa chúa tể ư? Đó là một kẻ rất vô sĩ, nhưng thực lực khá mạnh, rất khó chơi. Kỳ Linh điều khiển vực giới phi chu bay tới chỗ Đông Hỏa chúa tể. Dọc đường đi, Thanh Ma nhận ra Kỳ Kỳ: Bắc Minh, sao quay về vậy? Chẳng phải nói đi tìm Đông Hỏa sao? Kỳ Linh nói: Chúng ta đang đến gần chỗ của Đông Hỏa chúa tể. Phía cuối con đường này, bên trái có một đường lửa, Đông Hỏa đang ở đó. Thanh Ma nghi hoặc hỏi: Cái gì? Ở chỗ đó ư? Lúc chúng ta đi ngang qua mà sao không tìm Đông Hỏa, ngược lại đi đường vòng thế này? Đi đường vòng chỉ chậm trễ 1-2 ngày, Thanh Ma không ngại gì. Thế nhưng lúc trước Kỳ Linh càn quét đám chú tể đế quân thì theo tuyến đường ngắn nhất, vì sao lãng phí thời gian 1-2 ngày cho Đông Hỏa chú tể đây? Kỳ Linh lạnh lùng nói: Vì hắn và chú tể đế quân khác không giống nhau. Thanh Ma chú tể nhận ra cơn giận từ Kỳ Linh: Sao, có chuyện gì vậy? Hắn có thủ với ngươi sao? Kỳ Linh gật đầu nói: Hắn từng chặn giết pháp thân của ta, định cướp đi các đệ tử trong môn phái Thiên Thương Cung của ta để uy hiếp ta. Thanh Ma chúa tể lạnh lùng nói: Không uống là Đông Hỏa, vĩnh viễn vô sĩ, không cần mặt mũi. Sau đó Thanh Ma chúa tể nhíu mày nói: Nếu có cách thì ta nhất định giúp ngươi trừ bỏ hắn ta. Thế nhưng hắn dù sao cũng là chúa tể, có thể hóa thân thành lửa. Hễ hắn biến ra thân bất tử thì mặc kệ ta công kích kiểu gì cũng không tổn thương hắn được. Kỳ Linh rất khoát nói: Không giết được cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta. Bên trong con đường lửa, Đông Hỏa chúa tể điển trai trắng trẻo, da trong suốt đến thấy mạch máu đang cau mày: Chết tiệt, không ngờ Bắc Minh đạo quân còn có thể chở mình được. Không chỉ khống chế cấm chế đường lửa, còn buộc đồ ngu Thanh Ma đi theo mình. Đám chúa tể đế quân đều từ bỏ tranh giành vực giới phi chu, làm sao bây giờ? Hiện tại ta phải làm sao đây? Trong đường lửa khắp nơi đều nguy hiểm, ta không dám đi lung tung. Đông Hỏa chúa tể nói thầm: Thôi cúi đầu vậy, nhịn một lúc đi ra ngoài rồi tính sau vậy, coi như Bắc Minh đạo quân được của hỡi. Vèo, phương xa có một chiếc phi chu cổ xưa rách nát đang bay đến nhanh. Đông Hỏa chúa tể ngước đầu nhìn chằm chằm: Đến rồi ư? Vực giới phi chu ngừng lại, ba người bay xuống là Kỳ Linh, Thanh Ma chúa tể, Bạch Dung hộ vệ
Đông Hà chúa tể cố nén lửa giận, lạnh lùng nói: Bắc Minh đạo quân, người rất lợi hại, nhiều chúa tể đế quân giết tới, thế nhưng cuối cùng người vẫn lật ngược bàn cờ được, còn khiến một chúa tể đi theo. Ta phục ngươi, đây là báu vật người muốn, ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi phải thề trước khi ta rời khỏi Giao Hòa cánh thì không được tấn công ta, để ta bình yên rời đi. Đông Hỏa chúa tể cầm một vòng tay, mắt nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh chậm rãi nói: Đông Hỏa chúa tể, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đông Hỏa chúa tể ngạc nhiên, sau đó liền tái mặt. Lại gặp mặt ư? Kỳ Linh cười nói: Ta đã bảo chúng ta sẽ gặp lại trong Giao Hỏa cảnh mà, ta luôn nói chuyện giữ lời. Lúc trước người hùng hổ tính cấp Nguyên Thiên Thương Cung uy hiếp ta, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Đông Hỏa chúa tể trầm giọng hỏi: Ngươi muốn làm gì? Kỳ Linh nói: Chúa tể đế quân khác chỉ cần trả chút báu vật là được, nhưng ngươi thì lại khác biệt. Ta không lấy mạng ngươi, đưa hết báu vật trên người ra rồi ta thả cho đi. Đông Hỏa chúa tể tức tối nói: Không muốn mạng sống của ta ư? Ngươi vốn không thể lấy mạng ta. Với thực lực của Đông Hỏa chúa tể, sợ là dị vũ trụ chi chủ có đến mới có hy vọng diệt được gã. Kỳ Linh nhìn Đông Hỏa chúa tể nói: Người có thể từ chối. Người... Đông Hỏa chúa tể nhìn Kỳ Linh chân chân: Quá nhiều, một nửa thôi. Ta tích góp các loại báu vật trong năm tháng vô tận, sẽ đưa một nửa cho ngươi. Đông Hỏa chúa tể nổi tiếng vô sỉ, thế nhưng cũng vì vô sỉ nên gã tích góp báu vật rất nhiều. Kỳ Linh lạnh lùng nói: Ngươi hoặc là đồng ý hoặc là từ chối thôi. Đông Hỏa chúa tể tức xì khói: Ngươi... Đông Hỏa chúa tể suy đi tính lại, giờ chúa tể và các đế quân khác đều đã trốn sạch. Giao Hỏa cảnh quá nguy hiểm, Nguyên Liên Minh 16 vực giới, người có thể đến đây cứu gã chỉ có Đạt Phong lĩnh chủ. Thế nhưng một là Đạt Phong lĩnh chủ không dễ ra tay, thứ hai là Đạt Phong lĩnh chủ không thích Đông Hỏa chúa tể, quan hệ của họ cũng không được tốt. Mặt của Đông Hỏa chúa tể dữ tợn nói: Được, tha đưa. Vòng tay Đông Hỏa chúa tể cầm lấp lóe dao động, có vẻ gã định rời nhiều báu vật vào vòng tay. Kỳ Linh nhìn Đông Hỏa chúa tể nói: Ta nói rồi, phải đưa toàn bộ báu vật của ngươi cho ta, áo giáp, quần áo trên người của ngươi, thậm chí thành bảo bối vũ trụ đều giao ra. Đông Hỏa chúa tể trợn to mắt nói: Lấy cả binh khí, giáp y của ta sao? Đối với tu hành giả thì binh khí giáp y gần như là báu vật được xem trọng nhất. Bình thường trao đổi báu vật bản năng loại trừ binh khí giáp y. Một thanh bảo bối vũ trụ thích hợp với mình, công nhận mình hiếm có biết bao. Giáp y, pháp bảo bản mệnh phải nuôi trong năm tháng vô tận, hao phí bao nhiêu là công sức. Nếu là báu vật khác, tuy quý giá nhưng không ảnh hưởng lớn đến thực lực của mình thì Đông Hỏa chúa tể sẽ cắn răng đồng ý. Thế nhưng binh khí và giáp y ư, lấy mấy cái đó đi thì thực lực của Đông Hỏa chúa tể sẽ rớt hơn phân nửa. Kỳ Linh nhìn thẳng Đông Hỏa chúa tể nói: Đúng vậy, lấy hết toàn bộ báu vật của ngươi, ngay cả một giọt hỗn độn linh dịch, một viên hỗn độn tinh thạch cũng phải giao ra, chứ đừng nói là bảo bối vũ trụ. Đông Hỏa chúa tể vừa tức lại vừa giận: Ngươi... Kỳ Linh hỏi: Sao, có đưa không? Đông Hỏa chúa tể tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Linh: Không thể nào, sao có thể đưa binh khí giáp y của ta được? Ta đã cúi đầu mà ngươi còn bức ép ta như vậy sao? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ta chỉ cần không nhúc nhích trong đường lửa thì dù ngươi khống chế cấm chế cũng không làm gì được ta. Những cấm chế có thể giết giam cầm chúa tể chắc không có nhiều trong toàn bộ đường lửa, không thể nào trùng hợp ở ngay bên cạnh ta được. Ngươi không thể làm gì ta, cùng lắm ta ở lại đây 108,000 hỗn độn kỷ nguyên, ta chống mắt xem ngươi có thể sống đến ngày đó hay không. Kỳ Linh cười nói: Ồ, yên tâm, nếu ta hợp đạo thất bại sẽ chuyển pháp môn khống chế cấm chế cho những người khác nữa, bắt người đó lập lời thề vĩnh viễn không thả ngươi. Mặt Đông Hoa chúa tể đỏ rực: Vậy cứ chờ xem. Kỳ Linh quay đầu bay hướng vực giới phi chu. Rất tốt, thật ra ta không quan tâm chút báu vật của ngươi. Thanh Ma huynh, chúng ta đi thôi. Thanh Ma cười lạnh liếc Đông Hỏa một cái, cùng Bạch Dung bay hướng vực giới phi chu. Đông Hỏa mỉa mai: Thanh Ma, ngươi có tư cách gì xem thường ta đây? Cái đồ sợ chết như ngươi, Đông Hỏa ta có vô sỉ đến mấy cũng coi thường một kẻ cúi đầu quỳ phục đi theo một đạo quân. Kỳ Linh dừng lại, quay đầu bỏ lại một câu rồi vào vực giới phi chu. Đông Hỏa, Bắc Minh ta nói
người sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây cho đến khi người chết đi. Đông Hỏa Chúa Tể tức giận quát lên, ta chống mắt xem là người chết trước hay là ta chết trước đây. Ba người kỷ linh đã bay vào vực giới phi chu. Thanh Ma Chúa Tể cười khẩy nói, Bạc Minh, Đông Hỏa vốn là tên vô sĩ, lời gì cũng nói ra được, người cần gì so đo với hắn đây, cứ xem hắn mãi mãi bị nhốt tại đây là được. Kỷ linh gật đầu nói, Một đạo quân có được một chiếc vực giới phi chu dẫn đến sóng gió dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tin tức một chúa tể đi theo đạo quân dần lan đến vực giới dị vũ trụ xa hơn. Kỷ linh thần lực hóa thân bên trên pháp đàn cẩn thận nhìn trung tâm nhất của trận đồ, thật là khó khăn. Kỷ linh nguyên thần thứ hai trên bệ đá chí tôn trong Thanh Hoa động phủ cũng chăm chỉ tham ngộ. Trung tâm trận đồ cần có thành tựu siêu cao về đạo lửa, đạo không gian, còn phải có thành tựu rất cao về đạo trận pháp thuộc lưu phái này mới có hy vọng phá giải. Viêm Long vực giới cũng trở lại bình tĩnh, thời gian cũng êm ả trôi đi. Một hỗn độn kỷ nguyên, hai hỗn độn kỷ nguyên, ba hỗn độn kỷ nguyên. Tại tam giới quê hương của Kỷ Linh, tại hồ Dực Xà, Kỷ Linh áo vàng và nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt đang cùng nhau chơi đùa trên thuyền. Xoẹt đùng, Kỷ Linh áo vàng ngước lên nhìn chân trời, thấy một điện xà sẽ rách không trung, dắt ngang ước vạn dặm. Điện xà không chỉ vụt qua Đại Hạ Vương triều, cũng vắt ngang hơn một nửa 3000 đại thế giới. Kỷ Linh thì thào tự nói, tam giới rốt cuộc đến thời kỳ phá diệt rồi. Minh Nguyệt ngây người, đôi mắt trong veo tràn đầy giật mình. Cái gì? Phụ thân, nó là tam giới bị phá diệt sao? Kỷ Linh gật đầu nói, bình thường một phương thế giới hỗn độn tuổi thọ là một hỗn độn kỷ nguyên, sau khi tan vỡ hóa thành một viên thế giới chi tâm, rồi lại diễn biến dưỡng dục ra sinh mệnh mới, một thế giới mới. Tam giới từ lúc trước nữ hoa nương nương cố gắng xoay chuyển đánh bại vô gian vũ trụ hỗn độn, đến bây giờ cũng đã qua 9 hỗn độn kỷ nguyên rồi, 9 là số cực hạn, đã tới lúc tam giới bị diệt. Minh Nguyệt hỏi dồn, chúng ta làm sao đây, có ngăn cản nổi không? Kỷ Linh cười hỏi, tại sao phải ngăn cản chứ, phá diệt và sinh ra vốn là luân hồi, là tự nhiên của vũ trụ hỗn độn vận chuyển. Hơn nữa các đại năng của tam giới đã sớm mở mang các thế giới hỗn độn, rời Yên Sơn qua đó là được. Tam giới bây giờ cường giả như mây, chỉ tính sinh tử đạo quân đã có một đám rồi. Kỷ Linh mang pháp môn của hơn 300 chúa tể đến tam giới, nhờ những pháp môn này hướng dẫn tam giới bùng nổ trên diện rộng, hiệu suất sinh ra cường giả khoa trương còn hơn cả ngôi sao trong ma tượng thạch bích kia. Hư không hỗn độn bên ngoài tam giới đã mở ra một khu vực rộng lớn hơn tam giới gấp ngàn lần, vạn lần. Các thế giới hỗn độn tản ra hình thành đại trận cực kỳ phức tạp, có tổng cộng 3900 thế giới hỗn độn. Kỷ Linh tham ngộ ra đạo trận pháp, bày một trận pháp lớn. Các khối tây tư pháp bàn khảm vào trong đó trở thành một phần của trận pháp. Từ khi Kỷ Linh chính thức tham ngộ lưu phái trận pháp tây tư tộc, mới hoàn mỹ phối hợp các tây tư pháp bàn lại với nhau. Nhờ uy năng trận pháp, uy lực của tây tư pháp bàn, chúa tể muốn cưỡng ép xông vào cũng rất khó khăn. Năm rộng tháng dài khiến hơn 3000 thế giới hỗn độn sinh sản vô số sinh linh, toàn là tộc nhân tam giới được sinh sản tại đây. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 242 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.